Ví dụ con này thì là 50.000 đấy, rất chi là ngon luôn đấy, rất phù hợp với anh em nào mà vốn bé như mình nhá. Đấy. Rồi mình đã rút và nạp rất chi là nhiều tiền trên con cái bài đổi thưởng này rồi đấy, anh em có thể xem nhá. Đấy, về cái độ xanh chín uy tín thì anh em cứ yên tâm nhá, không phải phờ lo. Rồi xem nào, hôm nay thì vốn của mình là 2.800.000 thì mình sẽ cùng anh em đi chơi slot game là tài xỉu anh em nhá. Riêng con tài xỉu này thì cứ bet con gì thì là anh em bắt con đấy thôi. Đấy, đang bẹt xỉu đi anh em bắt xỉu luôn 3 lít đi. Đấy, rất chi là ngon luôn anh em ạ. Con này thì cũng khá là dễ chơi thôi. Ôi trời ơi, chuẩn luôn anh em ạ. Đấy. Con game này thì xỉu là từ 3 đến 10 nhá, tài từ 14 đến 18. Rồi còn đây là cái lịch sử cầu của nó này. Cứ bẹt 2, bẹt 3 là anh em cứ vã theo cái cầu nó bẹt thôi. Rồi đi cả mày không kịp đặt rồi. 100 đi xem nào. Tiếng này là về xỉu rồi anh em ạ. Tài xỉu cân bằng anh em nhá. Anh em phải đặt sớm không là địt không kịp đâu. Đấy, nó hoàn trả tiền đây này. Ôi địt con mẹ nói về tài anh em ạ. Ok anh em bắt bẹt tài luôn. Rồi, tiếng này quật cho mày 5 lít tài đi. Anh em tính toán cầu kèo thì đặt luôn nhá. Rồi, cứ bẹt con gì là anh em mình bắt con đấy thôi. Đấy. Chẳng hạn như là đang ra tài rồi anh em bắt tài luôn nhá. Ok, thì mẹ mày chuẩn luôn anh em ạ. Cầu nó bẹt gì thì anh em theo con đấy luôn cho mình. Đấy, còn trường hợp mà nó đẹp 3-4 tiếng rồi thì anh em tính toán đến phương pháp là bẻ cầu nhá. Rồi, thì mẹ đang bẹt 2 tiếng tài rồi. Anh em bắt xỉu đi 100.000. Đấy, anh em phải tính toán làm sao cho cái anh em có thể dự trù cái kinh phí để làm sao mà chấp nhà cái được bẹt 3-4 tiếng luôn anh em nhá. Ôi, thì mẹ mày ra xỉu luôn này. Đấy. Bẹt 2, bẹt 3 là anh em mẹ giã bẻ cầu luôn. Rồi, tiếng này anh em bắt xỉu luôn đi. Đấy, nói chung là chơi thì anh em cần phải có một cái mức độ tỉnh táo là một. Thứ hai là phải là anh em có cái mục tiêu nhá. Hôm nay ví dụ như là mình có 3 triệu vốn này. Mình phải, mục tiêu của mình là kiếm đến 5 triệu. Đấy. Chỉ là đơn giản vậy thôi. Ôi trời ơi, lại xỉu nữa đấy. Đấy, thấy không anh em? Cứ bẹt, nhìn thấy cầu là bẹt con gì là mình bắt con đấy thôi. Đấy, lên 4 củ rồi. Rồi, bịt mẹ ơi, bẹt 2 xỉu anh em vẫn tiếp tục là vã xỉu thôi anh em nhá. Đấy, bẹt con gì là anh em theo con đấy thôi. Rồi, anh em thấy không, bịt mẹ mày lại đớp rồi, ngon thế chứ gì. Rồi, bẹt 3 xỉu rồi, thì anh em phải tính toán đến cái trường hợp mà bẻ cầu thôi. Đấy, bẹt 3 là anh em là gãy cầu rồi. Rồi, tiếng này tôi cược cho 100 đây. Đấy, đi mẹ mày chấp nhà, nhà cái mẹ mày bẹt 3-4 tiếng luôn. Đấy, tiếng sau mà đi mẹ nó vẫn phải xỉu thì anh em lại quánh gấp thép, phải không? Không bao giờ là thua được. Ui trời ơi, lại về tài luôn đây này, ngon cực luôn, 4 triệu rưỡi rồi. Rồi, hôm nay quánh đến 5 củ là anh em nghỉ thôi. Ok, tiếp tục là bẹt tài thôi. Rồi, tiếng này vào cho mày 4 lít đi. Anh em phải tính toán đến cái trường hợp là ăn non nhá. Địt cả tiếng này mà ăn là địt cả mình nghỉ luôn đi. Ui trời ơi, địt con mẹ nó ra xỉu anh em ạ. Đấy. Khả năng cầu này nó nhảy 1-1 cũng nên đấy. Thôi, toang rồi. Giờ thì anh em bắt xỉu đi. Đi con mẹ tôi nghĩ tiếng này nó lại bẹt xỉu lắm ấy. Ok 5 lít. Cầu nó bẹt gì thì mình theo cái đấy luôn. Ui trời ơi, nó lại về tay ảo rồi. Đi con mẹ nó. Mất toai 1 triệu rồi nha mẹ. Ok. Anh em theo tài cho mình nhá. Rồi, 3 lít đi. Ui trời ơi, cầu nhảy 1-1 anh em ạ. Đi con mẹ mày. Hỏng rồi. Ok, cầu nhảy 1-1 tiếng này anh em bắt tài đi xem nào. 100.000. Lại phải gỡ dần dần thôi anh em. Cầu bắt đầu nhảy vỡ ba vỡ vẩn rồi.
anh em phải dự trù kinh phí mà địch vẽ nó bịp mình nhá. Ui trời ơi, lại bẹt xỉu anh em ạ. Đấy, nói chung là bẹt xỉu đấy anh em, lại theo xỉu thôi. Đấy, tiếng này vã cho nó 5 lít đi. Ừ, 5 lít xỉu. Bịt phải 6 lít đi. Khả năng tiếng này nó vẫn là bẹt xỉu thôi anh em ạ. Rất chi là cao luôn. Cầu bẹt gì là anh em theo đấy thôi. Đấy, thấy không? Địt mẹ mày chuẩn luôn nè. 3 củ 8 rồi. Rồi, 3 tiếng xỉu rồi anh em ạ. Anh em tính trường hợp là mắt tài thôi, không? Đấy, bẹt 3 là anh em bẻ cầu luôn. Trường hợp là nhà cái nó bịp mình thì mình oánh gấp thép. Sợ cái bùi gì đúng không? Chấp luôn nhà mày bịp 3-4 tiếng. Rồi, cân bảng rồi. Ui dồi ôi, nó vẫn bẹt xỉu anh em ạ. Thế nó mới vãi đái chứ nhỉ. Ây da, đi mẹ mày lại phải oánh gấp thép thôi. Ok, tiếng này gấp lên triệu anh em nhá. Sao nào, bị mẹ mày 4 tiếng xỉu rồi. Ui trời ơi, chuẩn men luôn anh em ạ. Tài 4 củ rưỡi rồi. Rồi, đi ăn non thôi anh em ạ. Tính ra là mình cũng lời được 2 củ, 1 củ 8 anh em nha. Rồi, chìm cút thôi. Ngày công triệu 8 là quá là ok rồi. Rồi, anh em nào thấy video mình hay thì có thể là tải vào cái đặt đăng ký theo link nhá. Rồi, hẹn gặp lại anh em những cái video chia sẻ tiếp theo. Ok, bye bye anh em.